Nhờ vào anh Trương xíu đã mở được bảng chỉ số căn bản của mình lên. Cô nhận thấy chỉ số của mình thấp lè tè, mở lên được cấp 3, trong khi đó hai loại kỹ năng chiến đấu chỉ có triệu hồi và ném dao. Với một số điểm thưởng khi lên cấp, cô còn một phần nhỏ và nhanh nhẹn, Hồng chạy cho nhanh giữ cái mạng mình. Game một mạng mà, lại còn đau nữa. Số còn lại cô cộng vào nội lực để có thể dùng tuyệt chiêu triệu hồi quái vật nhiều hơn. Xíu đã tăng được kỹ năng triệu hồi lên level 2 nhờ vào những con goblin mà thỏ rắn đã từng giết, cùng với lượng máu mà Fisier đã hồi cho cô. Xíu giờ đây có thể triệu hồi quái vật mạnh hơn rồi. Không chỉ vậy, cô còn mở khóa được trạng thái hủy triệu hồi, trả con quái vật về thế giới của nó chứ không cần đợi nó chết nữa. Trong ô trang bị của Xíu, cô ấy vẫn còn nhiều ô đồ chưa được trang bị. Hèn chi yếu nhất à, quần áo của cô có thể có các skin khác, hoặc có thể chọn bộ ngoại trang quần đùi áo đen của mình, mà lực phòng thủ cùng đặc tính vẫn tăng thêm. Xíu kích hoạt bảng chỉ số thanh kiếm của mình lên. Thanh kiếm mà cô mua ở ngoài tiệm vũ khí, đó là một thanh kiếm cấp thấp, sức tấn công chỉ có 10 và không hề có tính năng đặc biệt nào cả. Anh đầu heo còn chia sẻ cho cô một cuốn sách dạy nấu ăn cùng nguyên liệu căn bản với người phiêu lưu. Tại sao anh ta lại tốt như vậy? Chẳng là anh ta cũng là một kẻ cô độc, năm xưa cũng có người giúp đỡ anh kiểu vậy nên sống sót được tới bây giờ. Anh cũng chỉ muốn giúp lại người khác thôi. Còn về tình cảm hay lời dùng đồ, anh chỉ hứng thú với heo thôi. Cuốn sách này ngoài việc có thể xem bình thường, còn có thể tạo ảnh lập thể 3 chiều trên không trung cho dễ hiểu. Ảnh con gà từ cuốn sách bắt đầu bay lơ lửng trên không trung. Đúng là thế giới game này quá sức hiện đại đi. Ngoài nấu ăn ra thì có các nghề nghiệp khác như thợ rèn, may vá, làm thuốc, thương gia và vô vàn nghề khác mà Xíu có thể học căn bản hỗ trợ cho bản thân mình. Thật tuyệt vời khi tất cả các nguyên liệu để làm nghề đều có thể kiếm được từ việc săn quái vật hoặc thu thập từ tài nguyên thiên nhiên. Quái vật cấp càng cao thì có cơ hội rớt nguyên liệu càng mạnh. Một cây kiếm làm từ ngà voi nạm vàng ư? Tại sao không chứ? Ban ngày đã đến, Xíu đã chia tay với anh Trư đầu heo. Hôm qua đúng là một ngày thu hoạch rất nhiều kiến thức bổ ích với cô. Xíu giờ đây có đủ khả năng solo hay gọi quái để giết chết quái vật cấp thấp dễ dàng. Bây giờ cô sẽ đi cày quái kiếm nguyên liệu để nâng cấp trang bị của mình.